Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của 19.5 và cùng nhau xây dựng về những cái đội hình leo rank mạnh ở cái meta hiện tại nha. Let's go. Khởi đầu thì phi đi chợ vòng 2.4 mình vừa mới nhặt được 10 con AC, nhân tố quan trọng nhất trong cái video ngày hôm nay và cũng là nhân vật chính luôn. Main chính. Còn đa số anh em sẽ sử dụng AC làm nhân vật kích hệ. Và nhiều ông còn cho nó là phế vật cơ. Ui rồi ôi, nhân vật chính, sức mạnh của main chính đã lên tiếng. Ok, AC, Ionia. Và phải nói là siêu hên khi mà cái phân nhánh của mình có được cái ấn Ionia như thế này. Đấy, quá tuyệt vời. Còn AC này chúng ta sẽ có kiểu hai lối đánh, một là lối đánh không ấn và một là lối đánh có ấn. Thì anh em mà có ấn thì cứ sử dụng thôi. Còn thích spam thì có thể sử dụng huyền thoại của con URF để chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng nhiều ấn tốc hệ hơn. Rồi, AC thì trận này mình sẽ chơi những cái trang bị sẽ bao gồm là cung xanh, thêm một cái ấn Ionia. Trang bị thứ ba thì sẵn sẽ là lưỡi kiếm. Về AC nó đã là hệ chinh phạt rồi thì nó có được rất là nhiều những cái tỷ lệ chí mạng từ đòn đánh và kỹ năng, cho nên là anh em chúng ta cũng hạn chế lắp vô cực, còn có thì chắc là cũng chả sao, không ảnh hưởng mấy. Rồi, và roll cái bài này thì anh em mình nên roll 6 cho mình nhé, tập trung roll 6. Còn trong quá trình mà xuất hiện nhiều AC thì anh em mình bắt càng nhiều càng tốt, cũng như là Zihin, Set đại ca đấy, những con carry phụ đam cho AC của chúng ta. Ionia, bây giờ kích hoạt cột mốc 9 Ionia thì cần phải có tận 2 ấn cơ. Ui, cũng là phần nhánh có một ấn nó hư không. Ngon quá nhỉ. Rồi. Ngon nghẻ quá. Tôi là cũng được tí tí. Cũng ok. Đây là một trong những cái đội hình mà được nhiều cao thủ như là thách đấu sử dụng ở cái meta mà mình vừa mới học lỏm được. Đây. Cho nên là anh em nào mà muốn mình làm về nhiều những cái đội hình của thách đấu thôi bên tất cả những cái server khác nhau thì hãy bình luận ở phía dưới để mình có thể làm cho anh em xem nhé. Đừng quên ủng hộ mình một like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra những cái video chất lượng, nhiều giáo án hay hơn cho anh em xem. Nhiều giáo án thì nó phải là gọi là anh em đa dạng đồ chơi, cũng không cần spam nhiều. Đấy. Hơi đen khi mà trận này là mình bị thua mất, tại vì có C2 thì cũng không tránh khỏi cái chuỗi win. Rồi thua trận này nó thì quá nhiều tiền. Kama. Con này thì chúng ta cũng có thể sử dụng khi mà chưa xuất hiện con Ari thôi. Nếu mà có Ari rồi thì Kama vứt mẹ đi, không cần chơi Kama nữa. Đấy, nó chỉ cũng còn là lót chỗ thôi. Ari vẫn là chân ái. Mà Ari chắc là cũng con phù thủy mạnh nhất, cũng là con Ionia mạnh nhất. Bậc cao quá mà tập hệ thì quá ngon. Anh em nào mà chơi kiểu Ionia kết hợp với phù thủy thì thôi, có được Ari sớm mà Ari một sao thôi là được, được kinh khủng lắm rồi nhỉ. Ok, nhặt đồ nào. Rồi cũng tương đối, sẽ bán hết đi thì có thể tích lên cột mốc là 50 tiền. Rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ cấp dần dần đi. Thế anh em mình nên roll 5 hay là roll 6? Mình thì mình thấy khi mà chúng ta roll 6 thì sẽ có được một cái đội hình phải nói là vừa đủ sức mạnh cũng như cái mà khả năng chống chịu. Trang bị cho AC thì chắc là mình sẽ hướng đến một cái cung xanh luôn cũng được. Cung xanh à, cũng không quá tệ đâu anh em. Nhưng mà trước tiên thì chắc là mình sẽ hướng đến một cái dây chuyền trục tội đi. Không, xe này cũng ngon. Uầy, bắn ra 8 mũi tên hình nón, mỗi mũi tên 150 sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng đòn. 52 tiền. 35, 30 sát thương từ kỹ năng của tướng chinh phạt có thể chí mạng. Lauren thần thoại nắm rõ đối thủ.
Mình muốn chơi thêm chinh phạt các bạn ạ. Hoặc là thêm một ẩn Ionia thì ngon. Đổi lại hết nhá. Uầy, linh hồn vệ binh. Cái lõi này thì phải nói là cực phẩm cho AC rồi. Chứ mình sẽ lấy luôn. Zhin 2. Dũng sĩ này. Dũng sĩ này cần thiết nha anh em. Dũng sĩ set là nó kiểu carry tanker. Khi trong trạng thái linh hồn, các tướng Ionia của bạn sẽ nhận được 10% tốc đánh tạo là chắn cho bản thân tương đương với 15% máu tối đa của họ. Nhận 15 à, nhận hai tướng tối đa, hai tướng Ionia. Mình sẽ hướng đến cái cung xanh luôn. Trang bị thứ ba thì anh em mình có thể hướng đến một vô cực hoặc là một cái lưỡi kiếm tự thần. Ừ, lưỡi kiếm cũng rất là ngon nhé. Cái căn bản thì tốc đánh cũng không cần nữa. Có ấn Ionia nó 33% tốc đánh, rất là bá. Còn cung xanh này thì nó sẽ phân tách và giảm giáp. Những con trừng phạt thì nó rất là nhiều sát thương. Trừng phạt Ionia và lại còn thêm cả dũng sĩ. Con bài đẹp thì nó sẽ bao gồm là 6 Ionia. Dũng sĩ thì con này thay bằng Darius, sau đó thì chúng ta sẽ kẹp thêm một con Xayda cũng là trinh phạt và lại còn Ionia, cho nên anh em sẽ kích hoạt được rất là nhiều những tộc hệ sĩ. Level 6 với các bạn, bắt đầu roll nhá. Lớn lên lâm thờ, nhà này chơi JC à, JC cũng căng. Peter tại cái xã hội tài lộc từ máu này, lộc này thần thoại. Mình chuyển con này ra đây cũng được. Dũng sĩ. Thực ra là anh em mình chơi hai dũng sĩ thôi cũng được nhỉ. Yeah. Darius với cả là con set thôi, không cần quá nhiều dũng sĩ. Boom. Bắn rất đau anh em ơi. Ui rồi. Swim 2 mấy người bắn mẹ ra bã luôn. 4.200 sát thương ạ. Quá là rượu. Seizueni. Được thì mình sẽ lấy BF nhá. Mấy cái phong bài này thì khởi đầu nó cũng hơi cần BF á. Được luôn này. Lấy lúc luôn không. Ừ, nhà này quay xe lấy cung gỗ thôi chứ không phải là lấy BF. Trinh phạt thì đã có cái vùng thì lại chí mạng rồi. Bây giờ anh em mình lắp lưỡi kiếm, vừa có xuyên sinh giáp lại còn thêm crit, vừa thêm sát thương khổng lồ từ lưỡi kiếm tử thần thì quá bá. Này, nhìn cái này thế này các bạn ạ. Kama 2 à? Sao chả cần Kama 2 mấy đâu. Chúng ta có thể tìm lại sau cũng được. Giờ chúng ta có thể roll thêm tìm con này 3, con này 3, con này 3, 3 con này 3 nhá. Tại vì con Zihin này nó cũng không tốn kém nhiều vàng lắm. Phong bài này thì chắc là mình sẽ chơi 6 Ionia đi. Thấy máu lắm luôn. Cái xe này được cái bắn đa mục tiêu. Là còn thêm cái hiệu ứng tê bút nữa anh em ạ. Tê tái. Nhưng mình mà kẹp thêm Seizu thì nó có sát thương chuẩn nữa. Uầy, bãi đái JC. Cầu sấm của cầu tóc chết luôn ạ. Khét vậy. Tanasi muộn. Tanasi muội. Nhà này khá mạnh đấy. Savan lại Kama. Set 2. Sen luôn nào. Sen chúng ta thay vào Sen. À, vào đây đi, cho nó tanh. Tanh cho nó cứng cứng. Xe của chúng ta mới được thể hiện nhiều. Nó tung ra những cái cú mà đại băng tiễn. À, cái này là không phải là đại băng tiễn. Mưa tên. Tán xạ tiễn. Tán xạ tiễn này thì khi hiệu ứng tê tái này được búc cho rất là nhiều những con đằng sau, đảm bảo sự chế.
Khỏe lên. 4 chinh phạt rồi, sát thương cũng nhiều phết. Nhà này cũng có cây xa, bột xanh và găng bọc thạch. Úi giời, thiếu một tiền chút. Mình sẽ bán Kama đi. Ionia này thì Kama, Seiza, Ire và Seiza thôi anh em ạ. Nó có thêm tí ấy. Set này. Sen. Ok. Lớn lên. Việt trên. Cái này chơi ví dụ bắn tỉa. Để chúng mình lấy đồ cái. Có vô cực. Đây rồi, lưỡi kiếm tư thần. Làm luôn cái lưỡi kiếm anh em nhé. Về kia thì chúng ta có thể hướng đến một cái đồ random cũng được. Ui, thêm một Arsene, quá ngon. Thì trước chúng ta có thể bán luôn Darius này đi nếu như mà muốn tích nhiều tiền. Bao tay đạo tặc à. Bao tay đạo tặc thì mình sẽ để dành cho Sayza đi. Sayza sẽ ngon hơn đấy. Nhà này bắn tỉa này. Nhưng cái đội hình của chúng ta có thực sự là rác của người ta hay không? Ui, thường quá nhiều. 6 chinh phạt đâu. Phải có ấn các bạn ơi. Có ấn mới chơi được. Ấn mới chơi được 6 chinh phạt. Mà nhà này thấp máu vậy. Pitover trụi thua. Không có tài lộc từ máu nhưng vẫn rất là đam mê. Cái này thì có Galioba luôn nào. Châu Red. Mình còn 2 con AC nữa thôi. Tiền tiền đồ hỗ trợ. Thu về cháy ngọt. Cậu mệt nghỉ. Tức là mình đã có một cái loại combat rồi đúng không. Lấy thêm cái thu về cháy ngọt này nữa. Xem mình kẹp được con gì thì hai con đấy. Wow. AC 3 đây. Set 2. Mới làm lại 4 lần này. Làm mới. Chúng ta sẽ lắp. Từ từ để xem để đi chợ có thi ấy không nhá. Có thi ở tí thì chúng ta lắp ấn chinh phạt để chơi 6 chinh phạt cho nó đã. Chinh phạt Ionia. Cái này là chùy xuyên phá nó cũng khá là bình thường. Không ngon lắm. Galio de Marcia này tanh rất trâu ạ. Trời ơi. Này thì Java nó úp sọt căng quá. Nhưng mà anh em xếp con AC này ở giữa là đẹp rồi. Xếp ở góc thì nó cũng không bắn được quá nhiều mục tiêu. Ôi, khỏe chưa? Không ơi. Bé rồi. 45 sẽ phải có những cái cú xài tiền nhiều nhiều đây. Tại vì bây giờ mình xài tiền á, có thêm một slot, anh em có thể chơi 6 Ionia vào được. Darius. Darius 2 được lên. AC 3 ok. Từ 165 lên 175%. Lấy đi. Giữ máu hơn thì chúng ta có thể để tiền anh em mình xài tìm set 3 luôn đó. Set 3 dũng sĩ. Anh cổ à? Mày đánh bằng phong bài Rek'Sai à? Rek'Sai có ổn không? Cắn cũng căng. Hay anh em mình không được chơi Prelot nữa. Tại vì nó đã cung xanh. Ui. Bắn ghê chua. Đánh nhau. Sát thương đa mục tiêu luôn. Né hộ. Ok. Không khác gì rơi vào thiên la địa võng anh em mình. Đi chợ có thìa thì ngon này. Thìa đánh 6 chinh phạt này.
có Heimerdinger, Ahri, AC. Được thì mình sẽ lấy Ahri thôi. Ok, được luôn à. Ngon nghẻ thế. Lấy luôn anh em nhé. Không có thì à. Ahri cầm một bàn tay cung lý cũng được. Hoặc là một găng đầu tập, ba tay đạo tặc. Rất là ngon. Level sau có Ahri chỉ xuất hiện ở những phiên đi chợ mà thôi. Khi chúc phúc 40 máu. Nghe mình còn nên là fit thêm tí không nhỉ? Tại vì dưới 40 máu là chúng ta nhận được quá ấy. Ừ. Mình đổi lại bao nhiêu lần? 8 lần, còn 10 lần nữa tương đương với 20 vàng. 20 vàng à. Thôi để đợi một round đợi xem sao nhá. Ôi, nhà này có vi à. Ừ, cũng căng đấy. Ui, một skill này. Cái chút nữa mình sẽ cho AC sang bên này góc này. Đàn to chưa? Mấy con đằng sau nó cũng ăn tầm 500 đam các bạn ạ. Nhìn này. Ui, mỗi con 500 đam. Sao đỡ? Ui, vẫn thua. Đã đái thôi. Vừa đủ 39 ạ. Vừa khít 12.000 sát thương này. Biết đâu có thi ở đây. Ờ, à, mình quên xem trộm cái nhà này cầu chúc phúc có gì. Quên đấy. Thôi, dù gì cũng đến lượt mình rồi. Mình xem đã. Phúc nào. A chóc à. Anh à, căng bảo thạch. À. Cố tí thì mà con này không. Kama. Chết rồi, sai tiền ở đây có vẻ hơi sai. Thôi lỡ xài luôn. Rồi, mình lý đấy. Achop thì dũng sĩ mình không chơi được. Ờ, thực ra là Kama nó cũng thay thế khi mà chơi có Ahri thôi. Mình sẽ bán đi. Này. Bán cái này. Này. Một con xe. Ờ, Zihin nữa thì anh em mình lên Zihin 3 rồi. Ui, Zihin 3 luôn. Cái tướng không tưởng. Fira này, Mark tôi cũng hơi bị sợ con Fira đấy. Đã vậy thì phải củng cố thêm cái răn là tanh vậy. Prelot thì bây giờ bị thiếu mất con Lissandra. Không chừng nghe cũng khổ nhỉ. Giờ lên cấp. Hai cấp thêm hai dũng sĩ vào cho set tanh trâu. Còn con Nautilus thì nó cũng là một cái quân mà nó thất tung ấy. Hàn set đi. Thử tượng nhá. Set tanh Hà Châu rồi. Ahri. Mình gặp nhà này à. Nhà này thì mình nghĩ là cũng có cái tỷ lệ vào top rất là cao. Wow, tôi cứ sợ là nhà này đánh bắn tỉa luôn nhưng mà lại xoay bài sang dũng sĩ các kiểu à. Nào vậy? Nào vậy ta? Xem một skill của AC được bao nhiêu sát thương nhá. Bắn thôi, thật đầy giấy rất là đau rồi. Một skill 3.000 đam luôn. Bắn lại còn nhanh nữa. Ui, 5.000. Bao khỏe các bạn ơi. Lên cấp thôi. Lên cấp to win thôi. Nhờ. Bên này thì có con vi tanh cũng trâu.
sĩ này. Là van xem đi chợ có thêm một ấn Ionia thì mình sẽ lấy về chơi. 9 Ionia luôn, 380% thưởng Ionia và 4 tướng thức tỉnh một lúc. 7 đếm Kele chưa, chưa 3. Ủa, xài mẹ luôn con này lên đi con gì nữa. Hôm nay tiết kiệm mà. Tiết kiệm chưa? Tiết kiệm thế này thì xăm dầu được. Đầu tư làm cái chuỗi thắng đi chứ anh em nhỉ. Tiết kiệm cái gì cần thì tiết kiệm nhé. Cái trường hợp mà thực sự thiếu thốn một quân cái lane carry chính thì lại không dead. Thế thì mình nghĩ là sai lầm. Sai lầm luôn. Sai lầm từ trẻ. Ui dồi ôi, càng nan xí muội. Cung này mới để là này làm gì. Hai con set nữa. Nautilus 3 thì mình không gặp nữa rồi. Bewater bắn tỉ à. Ngày này thì wow, này Rex sai làm tanh á. Survive xong tanh nha. 7 đêm ma này. Để chuyển cái này tí. Này vào góc bên này. Hai set. Tách cái này ra. Tách xa đi chứ. Dạ. Đâu mình đâu ở đây. Gặp luôn nhà hư công. Con này 4.900 máu. Cũng tương đối trâu. Ui. Một skill đau phết. Ui ma. Sát thương phép có, sát thương vật lý có. Đủ các thể loại sát thương. Bên này thì cây le 3 phiên bản tiết kiệm mình sẽ đi sớm rồi. Nhà này bao tiền ở căn trường Heimerdinger thiên tài à? Có gì ấn gì không? Ấn trinh phạt các bạn ơi. Được nha. Đừng bảo hơn tôi là ông này lấy Zenith về về chơi nha. Hơi bị dư ấy. Ừ. Nó hơi bị dư thật. Nếu mà đầu tư như thế thì nó lại là VIP quá. Thôi, đã có gam màu thạch rồi, lắp thêm bắn trinh phạt xem sao. Để mình còn thiếu Nila, nãy mình có Nila mình bán đấy. Giờ tìm lại thì nó cũng khá dễ thôi. Để bình tĩnh. Đúng không? Bắt đầu tự ra ở round sau thì nó lại là quá ngon. Thực ra level 7 là chúng ta roll nó cũng có tỷ lệ xác suất rất là cao rồi. Tôi hơi sợ cái nhà này chút. Để xem như nào. Này có phá năng lượng. Xe để giữa cho nó bắn nhiều mục tiêu anh em ơi. À, chế độ mình xếp nó bắn vào cái mùa đó cũng kiểu cũng mệt rồi. Hoài thật chứ, nó bị làm choáng các bạn ạ. Sai quá. Ok, nhưng mà nhà này không có nhiều sát thương lắm. Ace của chúng ta bắn như cái máy rồi. Con này nó bị đam lan của Ace cho đi luôn à? Đi luôn không? Đi luôn. Đi luôn cái gì nữa. Bấy nhảy ra nha. Tắt điện luôn. Vừa lấy được chúc phúc lại còn top cao luôn ạ. Nhà này sức mạnh khổng lồ à. Nhưng mà có nhà cạnh tranh Rek'Sai. Ô nhà Rek'Sai đi rồi mà. Nhà Rek'Sai đi rồi. Ông này thì thành bá rồi. Khổng lồ V carry. Không ổn lắm. Giãn cách xã hội. Rồi luôn. Vì đấm cũng ác. Đấm cũng ác đó chứ. Ok. Đúng là mạnh thật.
top 1 thì thua nhà VNA Việt Trên. Mình thì đang rất là thoải mái. Đây ạ, 6 chinh phạt và 6 Ionia. Đội hình quá đẹp. Nên chơi liều thì anh em mình roll này để tìm ấn Ionia. Và tỷ lệ có được thì nó phải nói là thấp vãi cả đái. Hơi dư slot thì chúng ta có thể cho Sejuani vào, không cần thì mua bút nhá. Này xét đi. Dù ở đây mình cố tìm con sen 3 mà không thấy. À không không, con đấy 3 sách cái vậy. Nhà đến đi la bẩn tỉ ở đây này, kéo đi luôn rồi. Nautilus à? Ừ, Nautilus cũng căng. Ui, nhưng mà AC của mình bây giờ là có thêm crit. Má, đam ảo thật. Nó này gì nhưng mà ui, cái phong bài dũng sĩ của nhà này. Có con dây xin gì mà khỏe vậy ta. Ui, dây xin nó chả kích được cái hệ gì luôn á. Set này. Nhìn là xin ra Sen là 2 Oni. Nhà này tôi cũng hơi bị bất ngờ với con JC này. Thậm chí nó còn chưa lên 3 cơ. Tài lộc từ máu ác chưa. Nhà này bay màu thì nhà kia mới có cái tỷ lệ lên được JC 3. Một skill, ui, bay hết carry hàng sau luôn. Đi luôn chứ gì nữa. Bên này thì đã bị thua bản sao của mình rồi. Set 3, ok. Endgame rồi các bạn ơi. Nhà này cũng vừa lấy được chúc phúc này. Chúc phúc của bụt. Đấy, nhớ có nhà nào là chúc phúc của bụt đâu nhỉ? Có. Đây mà, nhớ mà. Nhà này thì Onin đi, còn tí tiền à. Dũng sĩ phiên bản độc lạ. Trời ơi. Dũng sĩ dù có trâu đến mấy thì cũng phải đứt thôi các bạn ạ. Khỏe quá rồi. Mà công nhận là con AC cậu ấn nó còn ngon hơn nhiều so với AC phiên bản không ấn. Ari hiệu triệu nhân Freelot luôn à. Trời ơi, bây giờ là 3 Freelot thì nó phải nói là độ hình phá cháy luôn rồi. Nó không còn chỗ nào để nhét cái con nào mà phù hợp trong cái team của mình nữa. Thực sự là không có con nào. Xây ra 2 nốt luôn đi. Không lên được à? Chịu, không phải xảy ra. Ok. Giờ ông này chắc phải dây si 4 sao để may ra mới ăn được mình. Ừ. Mình nói thật. Rèn luôn cái này. Ôi, giáp. Chết con này. Ôi, tính tiền thôi. Hết giờ chơi rồi. Tán xạ tiện. Một skill anh em để ý đây. Một con đằng sau nó dính 6.000 và 600 sát thương. Hai phát. Đến mấy con đằng sau nhá. Ui rồi. Ok. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Nếu thấy hiệu quả thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.